Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Dự và chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, Nghệ An phấn đấu đến năm 2030, kinh tế du lịch sẽ đóng góp tối thiểu 10% vào GDP. Từ tháng 3 năm 2022, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên khu vực Đông Nam Á mở cửa hoàn toàn du lịch và đi lại, đồng thời dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh liên quan đến COVID-19. Thị trường du lịch Việt Nam đã dần khôi phục trở lại, nhất là du lịch nội địa. Toàn ngành ước đón 101,3 triệu lượt khách năm 2022. Tuy nhiên, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam còn hạn chế. Cả nước ước đón 3,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến, đạt trên 70% so với kế hoạch. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chung cho rằng, việc Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với chương trình phục hồi kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng. Năm 2022, Nghệ An đã triển khai một loạt hoạt động để phục hồi và phát triển ngành du lịch, trong đó có diễn đàn liên kết du lịch có chủ đề Hội tụ tinh hoa, nâng tầm điểm đến với các địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Kết quả là đến tháng 12, Nghệ An đã đón 7,6 triệu khách du lịch, trong đó có 4,4 triệu khách lưu trú. Trong số 12.300 tỷ đồng doanh thu từ du lịch, thì doanh thu thuần túy đạt 5.600 tỷ, bằng 500% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, cũng như cả nước, thì Nghệ An vẫn là vùng trũng đối với khách du lịch quốc tế. Cả năm mới đạt trên 33.500 lượt. Các hạn chế của ngành du lịch Nghệ An cũng đã được người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ ra. Đó là sản phẩm du lịch chưa nổi bật, nguồn nhân lực chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu, hạ tầng kết nối không thuận lợi, hoạt động quảng bá du lịch chưa được đầu tư thỏa đáng. Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, trong thời gian tới, Nghệ An sẽ tập trung để thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xác định đến năm 2030, kinh tế du lịch sẽ đóng góp tối thiểu 10% vào GDP, thực hiện triển khai toàn diện chiến lược phát triển du lịch của Nghệ An, cụ thể là tập trung cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào phát triển sản phẩm du lịch, kết hợp đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nối các điểm du lịch, cơ sở vật chất phục vụ nghỉ dưỡng, tăng cường quảng bá thương hiệu các điểm đến một cách hiệu quả, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong thời gian tới. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chung cũng đề xuất Thủ tướng và các bộ ngành xem xét kéo dài thời hạn lưu trú đối với visa du lịch tối thiểu 30 ngày, thậm chí áp dụng lưu trú dài hạn với các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, một số nước châu Âu, quan tâm hỗ trợ các địa phương về công tác quảng bá du lịch. Đối với Nghệ An, đề nghị đẩy nhanh việc thực hiện nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh. Trước mắt là cho phép tổ chức một số chuyến bay charter đến từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc đến sân bay Vinh.